Dạ, hôm trước thì chúng ta học về cái việc mà giới thiệu những cái khổ giấy rồi chọn màu, chọn biết các thứ rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ liên quan đến một chút xíu về cái cách gọi là cách copy trong Inuk. Okay. Để muốn copy được trong Inuk đấy thì thường thường người ta sẽ có mấy cái lệnh như sau, ví dụ như là cái lệnh này Ctrl C, Ctrl V. Biết hai lệnh đấy không? Cái đấy mình không học thì mình cũng biết thôi. Đấy là lệnh rất là đơn giản. Lệnh thứ hai là chúng ta sẽ dùng phím Alt và giữ phím Alt đẩy đối tượng sang phải, sang trái, cũng là cách copy. Ví dụ như đây mình sẽ vẽ cho bạn xem một cái sản phẩm, một cái hình nha. Và mình sẽ dùng Ctrl cộng để mình phóng to này. Và mình dùng phím Cách để đẩy xuống giữa màn hình để mình quản lý cái đối tượng cho dễ. Thì nguyên tắc khi mình đổ màu thì mình cứ chọn cho nó một cái màu nào đó nó phù hợp. Ví dụ mình thích màu xanh thì mình chọn màu xanh. Trong quá trình khi thiết kế thì đôi lúc người ta dùng mảng, nhưng đôi lúc người ta lại dùng nét. Nếu mà chúng ta muốn mất màu của đối tượng thì chúng ta phải chọn vào mảng trước. Chúng ta muốn mất màu của nét thì chúng ta phải chọn vào nét trước. Đấy là nguyên tắc rất là cơ bản. Và sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào đây thì chúng ta sẽ mất nét của đối tượng đi, không còn nét nữa rồi. Bây giờ chúng ta trở về như nhìn này. Vậy thì khi mà chúng ta dùng Ctrl C, Ctrl V, khi Ctrl C, Ctrl V thì nó xảy ra vấn đề là nó rất mất công, bởi vì là nó bị đối tượng sẽ được nhảy sang bên tay phải. Rồi chúng ta lại phải mất công chúng ta đặt ở vị trí cũ và chúng ta lại kéo dẹt sang bên tay trái, và chúng ta có thể chọn một cái màu nào đó. Tại vì cái mục đích của chúng ta là tạo ra những ngành như thế này thì có phải chúng ta phải mất công chúng ta di chuyển không? Đó, đúng không? Cũng tương tự như vậy thì cái công cụ phím Alt này chúng ta cũng là cái cách copy. Giữ phím Alt và kéo đối tượng sang phải, sang trái, lên trên để xuống dưới cũng là cách copy. Okay. Và tất nhiên là trong quy trình khi khi mà thiết kế thì người ta có thể sử dụng cái lệnh mà copy nhiều nhất trong Inuk, thì người ta dùng lệnh là Ctrl C là copy và Ctrl F là paste đối tượng. Paste cái đối tượng đó lên trên đối tượng gốc. Có nghĩa là đối tượng khi mình chọn này gọi là đối tượng gốc này. Mình nhấn vào Ctrl C và Ctrl F thì nó lên phía trên. Và khi ấn lên phía trên thì khi mình đổ màu thì bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta kéo cái màu đó ra thì ngay tức sẽ nhìn thấy cái màu dưới. Là đối tượng copy sẽ được lên phía trên đối tượng gốc. Ctrl C, Ctrl F. Thử nghe nhỉ. Và cũng tương tự như vậy, Ctrl C và Ctrl B bò, nó cũng là có một lệnh copy nữa là Ctrl C và Ctrl B bò. Là đối tượng copy sẽ được cho xuống phía dưới đối tượng gốc. Ctrl C và Ctrl B bò. Và chúng ta đổ màu. Thế thì trong quá trình khi đổ màu thì bạn sẽ không thấy nhìn thấy điều gì xảy ra cả. Và chúng ta sẽ kéo sợ. Chúng ta kéo lên. Đấy, đối tượng dưới là sẽ được nhỉ. Xong chưa? Rồi sau khi mà đã hiểu về lệnh copy của đối tượng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào một cái phần, đó là công cụ đầu tiên, đó là công cụ về phím V. Công cụ phím V. Công cụ phím V. Công cụ phím V nó có tác dụng như sau. Tác dụng đầu tiên của công cụ phím V là thoát và dứt cái lệnh mình đang dùng. Ví dụ mình đang dùng cái hình chữ vuông, sau khi vẽ xong thì mình thấy rằng là cái hình này nó chưa nằm đúng vị trí nên mình muốn kéo đối tượng sang này sang phải, thì khi tôi kéo sang phải thì ngay tức nó xảy ra vấn đề là tôi lại vẽ thêm một cái hình vuông nữa. Vậy chắc chắn là khi mà cái tác dụng đầu tiên của công cụ phím V là nó phải là thoát lệnh đã, đúng không ạ? Ấn vào đây thoát lệnh thì lúc này bạn muốn dịch chuyển sang phải sang trái thì rất thoải mái. Nhưng công cụ phím V đó. Ok, tác dụng số 2 của công cụ phím V là thay đổi kích thước của đối tượng mình chọn. Thay đổi kích thước của đối tượng mình đang chọn. Có thể phóng to thu nhỏ, có thể là lên trên xuống dưới gì đó thì các bạn. Nhưng mà mọi người để ý này, tại vì là khi vẽ ra một cái hình đó thì khi mà thiết kế thì chắc chắn là nó có thể to quá hoặc nó có thể nhỏ quá. Và ba trường hợp là ok vừa rồi. Vậy nếu rơi trường hợp 1 và trường hợp 2 thì chúng ta phải điều chỉnh bằng cách là to thì cho nhỏ lại, mà nhỏ thì cho to lên, đúng không? Nó sẽ không được chính xác được, nên cái công cụ phím V nó sẽ có tính năng là phóng to và thu nhỏ đối tượng, đúng không? Tiếp theo,
Tính năng thứ ba, dịch chuyển đối tượng sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới. Thấy chưa? Và tính năng của đối tượng cuối cùng là khi ra góc, khi ra góc của đối tượng chúng ta có thể xoay được biểu tượng. Ok, tính năng cuối cùng xoay biểu tượng khi ra góc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm lại này, nhìn này, chọn đối tượng đúng không? Và khi chọn đối tượng thì chúng ta có thể dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới. Okay. Thì tính năng tiếp theo là tính năng phóng to và thu nhỏ đối tượng. Thì ở đây khi mà tích vào đối tượng chúng ta sẽ có những cái đầu điểm chốt như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 đầu điểm chốt tương ứng với việc mà bạn sẽ thay đổi kích thước của từng chiều một của đối tượng đó. Ví dụ khi kéo lên trên hay là kéo xuống dưới rồi kéo lên trên, kéo sang phải rồi kéo sang trái, rồi kéo sang trái rồi kéo sang phải. Và tất nhiên khi ra góc của biểu tượng nó có hai kiểu nhá. Khi ra góc này thì chúng ta sẽ thay đổi được cả hai chiều của đối tượng được. Nhưng nhớ một điều rằng khi áp dụng cho đối tượng là ảnh và text thì không bao giờ được quyền dùng chiêu này, bởi vì như này thì nó sẽ bị thay đổi cái kích thước và tỷ lệ của cái ảnh đó nhá. Khi ra góc của biểu tượng, chúng ta có thể giữ phím Shift. Shift là đồng dạng, An là đồng tâm. Shift An là đồng dạng và đồng tâm để khi áp dụng cho những đối tượng về text và phần thứ hai là về hình ảnh. Nhớ chưa? Tiếp theo, khi ra góc của đối tượng thì các bạn nhớ một điều rằng là nó sẽ xoay lên biểu tượng. Ra góc này thì gọi là thay đổi kích thước nhé, nhưng mà ra góc ngoài nha sẽ thay đổi độ xoay. Và trong quá trình khi mà chúng ta xoay thì xoay có thể rất là thoải mái, nhưng chúng ta giữ phím Shift thì nó sẽ xoay theo 15 độ 1. 45 độ. Và xoay theo đúng 90 độ như bình thường. Rồi, sau khi mà đã hiểu toàn bộ cái giá trị của cái việc mà đó thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài tập nhỏ nhỏ. Bài tập nhỏ nhỏ nghĩa là gì? Chúng ta sẽ có một cái hình. Thiết kế thì người ta cần nhất về sắc độ. Sắc độ là làm nên đậm nhạt của màu. Sắc độ có thể làm nên từ một màu. Tỷ lệ là gì? Nó phải có to, vừa và bé. Kích thước đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ, chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc, nên tôi sẽ dùng một cái màu khác biệt đi một tí xíu. Tôi sẽ chọn một cái màu Y và tôi thay đổi kích thước nó, tôi sẽ kéo lên trên một chút xíu đó. Thì với cách như thế này thì ngay tức chúng ta sẽ mừng tượng là chúng ta đang có thể làm ra một cái card visit. Tại sao là card visit? Bởi vì là chỗ này sẽ là logo của công ty, chỗ bên này sẽ là tên công ty, chỗ này sẽ là chức danh và điện thoại, bên này là địa chỉ email, website, Facebook gì đó. Thì mọi người sẽ thấy rằng là sắp xếp của đối tượng chúng ta đang làm trong sản phẩm này. Và nhớ một điều rằng khi thiết kế thì chúng ta phải xác định là cái đất để cho cái sản phẩm mình đặt nơi là gì, chứ không phải mình đặt lung tung nha. Có những người làm nền background đẹp lắm nhưng mỗi tội là sản phẩm mình không đưa vào được, bởi vì nó tranh chấp, nó bị nuốt, nó bị hình phụ, lấn át hình chính. Nên là cái điều đấy là cần phải lưu ý. Ví dụ hình chính mà đẹp rồi thì phụ phải lu mờ đi một tí, rõ đi với gì mờ đúng không, đậm đi với nhà thì đấy là giá trị đơn giản. Tại sao có nhiều người bảo là tại sao anh ơi anh không đặt thẳng ở giữa này, có thể dễ hơn dài không? Nếu đặt giữa này thì cũng được, nhưng một cái là khi chúng ta đặt logo lên đi không vấn đề, nhưng mà địa chỉ điện thoại chức danh thì chúng ta sẽ bị đè mép, mà đè mép thì cái mép này vô tình nó sẽ tranh chấp giữa chữ và hình, nên chính vậy nó sẽ không được đẹp. Và phần thứ hai này nó sẽ chia chúng ta thành hai loại tỷ lệ. Tỷ lệ thứ nhất là gì? 1/2 thì nó sẽ không được đẹp bằng những cái giá trị như này được, đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình khi mà làm như này thì chúng ta sẽ dùng cái biểu tượng như sau, đó là Ctrl C và Ctrl B. Ctrl C, Ctrl B là gì? Là copy xuống dưới. Tại sao phải Ctrl C, Ctrl B? Bởi vì lúc này chúng ta đang có một đối tượng gồm có một miếng hình to và một miếng hình nhỏ, đang thiếu một cái nhỏ nữa. Chúng ta đang có sắc độ là đậm và nhạt nhưng lại thiếu sắc độ trung gian. Ok, vậy thì tôi sẽ Ctrl C, Ctrl B là copy xuống dưới, nên tôi kéo tôi đẩy ra nhỉ.
Và sau khi đẩy nhanh này thì bạn sẽ không bao giờ phân biệt giữa cái hình 1 với 2 của tôi được, bởi vì hai màu này giống nhau. Nên tôi sẽ chọn màu đậm hơn. Như này là ok rồi. Hiểu cái này chưa? Thì đây là một cái phương pháp mà người ta làm ra một cái cắt visit. Nhưng người ta có thể nhớ rằng cái này có thể phong bì thư. Như phong bì thư vậy, đây là cái nắp hộp này. Có nghĩa khi thiết kế chúng ta phải mường tượng là chúng ta sẽ làm được những gì tiếp theo nữa. Tất nhiên bây giờ nó chỉ có một đoạn nước thôi, nhưng sau này khi chúng ta phóng to là sao thì chúng ta có thêm kích thước thứ hai. Cũng tương tự như vậy thì khi mà chúng tôi làm ra một giá trị sản phẩm tiếp theo bên cạnh, chúng ta có được cái gì? Chúng ta sẽ copy Ctrl C, Ctrl F lên trên. Và lúc này chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu trắng. Và bất cứ một cái đối tượng nào mà khi làm ở trong Inus ấy, khi vẽ ra nó đều có thuộc tính là opacity. Opacity là ví dụ nếu là 100% thì nó sẽ không trong. Nhưng nếu mà tôi gõ vào 50% thì sao? Thì sẽ thấy mờ đi 50%. Và nó sẽ nhìn thấy cái màu xanh ở dưới. Nó cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl B là copy dưới thì tôi chỉ được đẩy lên nhẹ thôi. Nhìn chưa? Và cũng tương tự như vậy, Ctrl C, Ctrl B lần nữa thì tôi lại đẩy tiếp theo một lần nữa. Nhưng cái này tôi sẽ đẩy giá trị là 20%. Mọi người nhìn nè, cái sắc độ nó sẽ rất sâu sắc đi từ nền đến hình chính. Và thì có thể tạo ra phiên bản tốt hơn phiên bản cũ. Thì với hai cách này chúng ta làm được. Cũng tương tự như vậy thì khi mà tôi không làm nữa, tôi sẽ copy xuống dưới. Có những lúc mà khi mà chúng ta đi thiết kế, chúng ta gặp những người khách người ta làm sợ, người ta chấp nhận. Nhưng có những người khách người ta rất khó tính và người ta phải thay yêu cầu chúng ta thay đổi nhiều phong cách. Vậy thì chúng ta lại ấn vào Ctrl C, Ctrl F thì chúng ta đang đẩy từ trái qua phải với tỷ lệ 3 là tỷ lệ vàng. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta chọn màu trắng. Ctrl C, Ctrl B, chúng ta đẩy từ trái qua phải, chọn 50%. Ctrl C, Ctrl B, 20%. Và đây là phiên bản tiếp theo của các ví dụ. Nhưng cái này có thể trở thành lì xì, đúng không? Chỗ này là logo, chỗ này là tên địa chỉ trước đây thì tại đây, đúng không? Ok, cũng có thể như thế, nhưng mà khách hàng này cũng không thích. Bởi vì mình là người thiết kế, mình phải có rất nhiều những phong cách bố cục khác nhau, bố cục ngang, bố cục dọc. Mình còn bố cục khác nào nữa không? Thì chúng ta tiếp tục chán tất nhiên có những cái bình tĩnh, Ctrl C, Ctrl F. Bài này nó chủ yếu là điện tục phím V một cách cực kỳ chắc chắn. Sau khi làm xong, mình kéo từ trái qua phải với một cái hình rất là mờ như này thì mình sẽ đặt giá trị là 10. Sau khi đặt 10 xong, chúng ta sẽ dùng phím An, chúng ta đẩy từ trái qua phải, giữ Shift. Shift là thẳng hàng, An là copy, Shift An là copy thẳng hàng, nhưng mình di sang bên tay phải gọi là copy sang. Ok. Nhưng có những trường hợp mà không giữ Shift, nó hay bị lên trên xuống dưới thì chúng ta sẽ giữ Shift cho nó chắc chắn. Buông ra, chúng ta có đối tượng thứ hai. Và vừa rồi chúng ta vừa dùng một cái lệnh là copy sang phải và thẳng hàng. Thì trong cái Inus nó có một cái tính năng rất là hay, đó là gì? Nó có tính năng là Ctrl D. Ctrl D là cái tổ phím nó sẽ dùng nặng lại cái lệnh mình vừa làm. Cái lệnh mình vừa làm là gì? Là copy sang phải thẳng hàng. Thì bây giờ là Ctrl D nó sẽ nhắc lại. Thế thì sau khi mà copy xong thì nó sẽ được như này. Và tất nhiên mình chỉ việc thay đổi một cái màu sắc này thì chúng ta sẽ sẵn sàng đến với đồ ăn, món ăn các kiểu như thế. Ví dụ, nhìn thấy không? Cũng tương tự như vậy nữa, thì mình không thích dùng cái đó thì mình lại copy tiếp theo xuống dưới một tí nữa. Ctrl C, Ctrl F, mình đẩy từ dưới lên trên và chọn cho nó một cái màu. Câu chuyện lúc này chúng ta chọn với giá trị là 20%. Và chúng ta lại copy xuống dưới bằng phím A, chúng ta kéo ra. Và Ctrl B. Đúng chưa? Thế là chúng ta đã có các phong cách 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo, có những người thì người ta chỉ trang trí một góc của sản phẩm thôi, nên là người ta có thể quét vào đây. Người ta vẽ một cái hình. Làm gì? Vẽ một cái hình như
chọn cái màu trắng. Sau khi chọn màu trắng xong thì mình gõ cái độ opacity của nó chỉ 80% thôi. Dùng phím An đẩy sang phải, chúng ta sẽ có chọn một giá trị là 60%. Phím An kéo từ chiều chiều nhiều. Và cũng tương tự như vậy, mình để copy sang này và mình sẽ gõ với giá trị 40%. Thì mình giữ phím An đẩy lên đây được không? Vừa rồi mình đang copy theo chiều chéo thì mình có thể dùng Ctrl B được không? Ok, mình tiếp tục chọn vào sang bên tay phải và chúng ta chọn với 20%. Copy xuống dưới một tí nữa. Không biết là mình đang trang trí thì nó Ctrl D là cũng hơi bị lệch. Ctrl D cũng tương tự như vậy, mình copy xuống dưới một lần nữa và mình sẽ chọn với tỷ lệ là 10. Copy lên trên, Ctrl D. Đó, nhìn chưa? Tất nhiên nó không mình làm cẩn thận như này. Đấy, thì đây cũng là chính là một sắc, một cái khách người là một trang trí một góc. Tất nhiên mình có thể quét qua để cho nó rộng hơn, dễ nhìn hơn nhỉ. Trang trí một góc. À, cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cái gì nữa, chúng ta lại copy sang một sản phẩm nữa và chúng ta lại làm tiếp. Ví dụ chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn này. Tất nhiên tôi chọn một trắng và tôi chọn một 10. Thì chiều này thì chúng ta sẽ làm sao xoay. Và cũng tương tự như vậy, căn trên C, căn trên S thì chúng ta xoay ngược lại. Đây cũng là phương án nhưng mà người ta luôn mua sang ở giữa. Tiếp theo, người ta có thể làm được cái gì? Bìa của nhân vở vỡ. Đây, bìa nhân vở đây. Ctrl C, Ctrl F thì chúng ta sẽ đẩy từ trái qua phải, từ phải qua trái. Chọn cho nó một cái màu và chọn cho nó giá trị là 20%. Cũng tương tự như vậy, Ctrl C, Ctrl F thì chúng ta sẽ đẩy từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Và chúng ta chọn 100. À, đúng rồi, chúng ta sẽ chọn vào 10. Đây cũng là một phương án. Nhưng không thể đặt một cái giữa cho này. Thì mình đi đây. Tất nhiên cái này mình sẽ điều chỉnh sang tay phải, tay trái là xong chút phương rồi. Ok. Còn có phương án nào khác không? Có phương án nào khác không? Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm thực hành 8 cái sản phẩm này để thuộc của tôi cùng chính về. Sau khi thuộc cái này thì chúng ta sẽ chuyển vào phần thứ hai là bắt đầu thiết kế với hình ảnh nhé.